nhẫn là một trong những cái mà chúng ta cần phải có. Đừng có nói mình không cần, mình nói tu hành gì hết á. Sống ở đời này ai muốn thành tựu được một cái gì cho đời mình là phải có nhẫn. Nhẫn ít thì thành tựu ít, nhẫn khá khá thì thành tựu khá khá, mà nhẫn tuyệt đối thì sự thành tựu sẽ lớn lao. Vì vậy cho nên một đứa nhỏ, cái đứa nhỏ mà nó đói bụng quá mà nó không biết nói cái đói của nó thì nó làm gì? Nó hét, nó khóc, nó hét lên vì nó nhỏ quá, nó không biết nói lên cái chữ đói bụng. Nhưng mà nó vẫn có thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Nó vẫn có cảm thọ đói. Cho nên khi mà nó đói quá thì nó phải làm gì? Nó phải khóc, nó phải hét lên. Rồi ví dụ như giờ nó xin lỗi, nó tiểu tiêu trong cái tả nó khó chịu, nó đâu có biết nói, thì nó phải có cái gì đó nó bộc lộ, nó cho mình thấy rằng nó đang khó chịu. Rồi bắt đầu mình bây giờ mình muốn cho nó không khó chịu thì mình phải tháo tả nó ra và mình thay tả cho nó. Và chẳng những như vậy mà đôi lúc chúng ta phải lau chùi rửa sạch, rồi sức bột lên, sức lotion lên để cho nó dễ chịu. Vì nếu nó không dễ chịu thì nó sẽ la hét, nó quậy quọ. Khi mà nó đói, khi mà nó khó chịu, nó đều có một cái nó biểu lộ. Dù nó chỉ là một đứa con nít mới sanh được một tháng, nó ngủ không được hay thế nào, nó nằm nó khó chịu, nó đều vậy. Thì trong đứa con nít nó sanh ra nó đã có cảm thọ rồi, nhưng mà có điều nó chưa nói được cho mình nghe cái cảm thọ của nó thôi. Đấy không? Rồi bây giờ ví dụ như nó đang chơi nè, ai giật được chơi của nó, nó biết hét không? Hét. Vậy thì đứa nhỏ đó trong người của nó đã có bản chất của giận chưa? Có, đâu phải đợi lớn đâu. Nhưng mà nó lớn thì cái giận lớn. Bây giờ nó không có lớn lên, nó không giành đồ chơi nữa mà nó giành người yêu. Tại hồi nhỏ nó không có biết chuyện đó, nó chỉ bình thường. Nhưng mà nó có yêu không? Nó có yêu cái món game đó, nó có yêu cái thức đồ chơi đó. Cho nên ai lấy của nó giật lại. Như vậy thì nó vẫn có yêu, nhưng mà nó chưa biết yêu lớn. Nó yêu những cái nhỏ nhỏ. Vậy trong người nó có ái không? Có. Nó có ái, nó có hỷ, nó có nộ, nó có đủ thứ của thất tình, của lục dục, của bản chất con người. Vậy thì nó đã có cái sắc là cái thân, thì nhất định nó phải có cái thọ là cảm thọ. Nhưng mình là người lớn, mình lạnh mình biết nói, mình nóng mình biết nói, vì có đôi khi nói không được, tại tới cái chỗ đó lạ quá không dám nói, bắt đầu khó chịu. Có những lúc người lớn cũng bị kẹt vào cái thế là không nói được chứ. Nhiều khi mình tức người đó cành hông mà nói không được. Tại vì sao? Tại vì ở đám đông mình nói quê phải nhịn. Cho nên vậy thì cái giây phút mình nhịn đó thì gọi là gì? Nhẫn. Nhưng mà tại anh chưa biết thôi, anh chưa đặt được cái tên đó thôi. Cho nên cái nhẫn của chúng ta có, nhưng mà có thể chúng ta nhẫn không có lâu. Và nhẫn không có lâu thì không gọi là ba la mật. Nhà Phật thường gọi là nhẫn ba la mật. Trong lục độ đó, bố thí mình cũng cho vậy, nhưng mà cái cho của mình không có ba la mật. Tại vì mình đang cho vậy đó mà tức là cúp là nghỉ. Cho nên mình cho, mình cũng có tình thương cũng cho mà chưa ba la mật. Cũng có bố thí mà chưa ba la mật. Có nhẫn nhục mà chưa ba la mật. Có trì giới nhưng mà chưa ba la mật. Ví dụ mình giữ giới không sát sanh, nhưng mà ăn mũi nó chích đau quá, cũng phải giải thoát cho nó, mình mới giải thoát được mình. Đôi khi phải nghĩ vậy, phải không? Bố thí mình sát sanh trộm cắp, mình giữ giới không có ăn cắp, nhưng mà cái gì mà gom được mà không đến nỗi cũng gom chứ. Cho nên mình cũng không ăn cắp, vẫn giữ giới nhưng mà chưa ba la mật. Vậy thì trong đời sống của chúng ta, dù chúng ta tu hay là không tu, tu ít tu nhiều gì không biết, đã là con người sống ở cõi đời này thì nhất định chúng ta phải có một cái đức, đó là cái đức của nhẫn nhục. Tại vì nếu mà mình không có nhẫn thì mình không thể nào có được cái hạnh phúc như bây giờ. Bây giờ Pháp Hòa hỏi hết tất cả mọi người ngồi đây này, đó, mình sống với người mình thương, sống với người mình yêu đó,
Mà có bao giờ mà không phải nói với mình, tôi phải nhịn ổng cho yên, tôi phải nhịn, mà phải có nhẫn. Dù một lần hai lần, mà chắc chắn trong đời mình phải có một chút ít gì của sự nhẫn thì mình mới lay lất sống cho tới giờ nè. Không thôi là mình chia tay, chia chân, chia của lâu rồi chứ không phải tới bây giờ đâu. Tại vì sao? Tại vì người xung quanh mình luôn luôn làm cho mình thỉnh thoảng, nói luôn luôn thì hơi nhiều, thỉnh thoảng cũng làm cho mình bực bội, khó chịu. Mà mình nhẫn được cái người đó thì gọi là sanh nhẫn. Còn mình nhẫn được hoàn cảnh thì gọi là pháp nhẫn. Vì thì cái nhẫn của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có hết á. Nhưng mà tại vì mình chưa tu, mình chưa có tuệ giác, mình chưa có chánh niệm để mình nhận ra mình có tu chứ sao không. Mình có, hôm nay mình có nhẫn nè. Bây giờ ví dụ bây giờ mình chơi với một người bạn mà người đó không có biết Phật pháp gì chân đó. Nhưng mà người đó thế nào cũng nói, trời ơi chị biết không, ông xã tôi cũng khó kỳ cục lắm, tôi mà không nhịn nó nghe, nhà này nó nát lâu rồi. Vậy thì vị đó có tu nhẫn chưa? Có. Mặc dù họ không biết Phật pháp gì hết á, nhưng mà họ sống trong đời, họ lớn lên, họ vẫn hiểu một chữ nhẫn. Họ chưa có rốt ráo cái nghĩa thực tập của chữ nhẫn, nhưng họ đã có thực tập nhẫn một cách nào đó để họ giữ cái hạnh phúc gia đình theo cái quan niệm của quý vị đó. Cho nên á, các vị ngày xưa người ta hay đề cao chữ nhẫn lắm. Nhẫn là quý báu tự xưa nay, học đạo cần nên chí nhẫn hoài. Người cái mình, tại vì sao mà tại vì tiểu mà bất nhẫn là tất loạn đại mưu. Cái nhỏ mà không nhịn hư việc lớn. Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Ví dụ như giờ nhà mình đang có một cái affair nào đó, và mình đang có một cái hợp đồng nào, đang làm việc với một cái người đó, sắp sửa ký giấy tờ rồi, tự nhiên ở đâu có một người xuất hiện, mình bực bội lắm phải không? Nhưng mà ráng nhịn đi để ký cái hợp đồng này cho xong. Thành thử ra nếu mình không có cái sự nhẫn nhục trong cuộc sống này thì chúng ta không thể nào mà có được những ngày an vui. Đó, nội cái thời tiết thôi. Mà thời tiết nóng lạnh bất thường thì chúng ta phải có cái gọi là pháp nhẫn. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nào, quý vị ở California, quý vị qua đây chơi, quý vị đang ở xứ ấm, quý vị đến đây thăm. Mà quý vị lựa cái mùa này, quý vị đến cái xứ Canada này thì nhất định quý vị đã chuẩn bị một tinh thần pháp nhẫn. Không? Rồi, unexpected. Nhưng mà không đúng, đúng, mình phải expect nó lạnh. Rồi bây giờ mình đến một cái môi trường mà đông người ở chung chạ thì phải chuẩn bị một tinh thần của sanh nhẫn, nghĩa là phải nhẫn những người xung quanh. Tại mình nhiều khi á, mình chơi với bạn rất là thân ở cái thành phố đó, nhưng mà xưa nay chưa hề xích mích, là tại sao biết không? Gặp nhau có một buổi à, rồi về không có ngủ chung. Ngủ chung rồi mới biết, tại vì ngủ không được không? Người ta nói mình đi tới đi lui thế nào cũng có đụng, mà nếu không đụng cũng phải chạm. Thường là chạm trước mới đụng, phải chạm trước rồi nó mới đụng, tại đụng nó hơi mạnh. Chạm từ từ rồi mới đụng. Thành thử ra mình sống chung thì phải có cái sự va chạm, và từ cái va chạm nó tới những cái lớn hơn là chúng ta đụng chạm. Thành thử ra hai cái mà chúng ta có là gì? Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn của con người, giữa con người với con người. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh. Ví dụ như hồi nhỏ lúc Pháp Hòa vô tu, cái tuổi 15, 16 là mình thèm ăn ghê gớm lắm, ăn ngon lành lắm. Mà cái ông cụ sống chung với mình, ông cứ lường cơm mỗi ngày à. Ngày nào mình ăn cơm mình cũng tức muốn chết. Tại vì mình tuổi trẻ, mình đi học về là mình ham ăn, mình muốn ăn cho no. Thấy không? Rồi gặp ông thầy mình mời khách thì không bao giờ hỏi cơm còn không. Trời ơi, tôi sống với hai người khổ ghê chứ. Một người thì nấu cơm bữa nào cũng lường từng chén, một người thì mời khách là không bao giờ coi hỏi, cứ đụng ai cũng ai vô ăn cơm. Mà rồi á, mình không nói được, ông kia ông cũng có cái lý của ông nói
tôi mà nấu dư, chẳng lẽ bắt ba thầy trò ăn cơm nguội à? Rồi ngày mai cúng Phật nấu cơm mới cúng làm sao? Ông kia cũng có cái lý của ông là khách tới, thầy phải mời khách. Cho nên mình ở giữa bữa nào cũng đói. Tại vì mà buổi tối hồi đó Phật tử đâu có về chùa tụng kinh mà đông giống như ít nhất như bây giờ, hoặc là trong chùa có người, hay là thức ăn dồi dào đâu. Hồi đó rất là cực. Mà những cái ngày tháng mình ở trong chùa tối mình đói muốn chết luôn, mà không có đồ để ăn. Thì những lúc mà mình như vậy, nếu mình nói trời ơi đói kiểu này chắc tôi nghỉ tu quá. Thì nếu mà mình nghỉ tu thì mình không có pháp, không có pháp nhẫn. Mà nếu mình cử với ông thầy mình, thầy mời khách gì kỳ cục, mình cử với ông sư huynh mình, thầy nấu cơm chi kỳ cục, thì mình không có sanh nhẫn. Thì bây giờ nếu như á, rồi bữa chủ nhật nào, ngày chủ nhật nào mà Phật tử cúng hậu hỷ buổi chiều đó dư cái, có nhiều bữa dư được miếng chả lụa gói theo đi học, gói theo đi học, hay dư được cái bánh bao gì đem theo đi học. Thì mấy đứa bạn đó, nó biết cái số locker của mình, mình đi vô lớp học cái nó đi ngang cái thấy ê cái tủ này của chú Tiểu nè, cái bắt đầu nó mở ra cái nó thấy đồ ăn, cái nó ăn ăn xong nó dán cái bảng nó thank you chú Tiểu. Rồi mình mở ra mình thấy trời ơi đứa nào ăn của mình rồi, phải không? Rồi thế là lúc đó phải đi nhẫn, sanh nhẫn, nhẫn với đứa bạn. Rồi thế là phải chạy đi về nhà bà già gần đó ăn cơm với dưa cải. Cho nên hồi đó Hòa nhớ cái thời Hòa đi học high school là mẹ Phó Hòa lúc nào cũng làm một hũ dưa cải để sẵn đó. Tại vì có thể có những ngày Phó Hòa không có gì ăn là cứ chạy về nhà ăn cơm với dưa cải nước tương. Thì Phó Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng á, nhẫn là một viên ngọc. Người xưa ta có câu nè, nhẫn thị trân chi bảo. Nhẫn là viên ngọc quý. Nếu mà mình đi đâu mình có một cái hai cái bảo bối. Quý vị biết ngày xưa mấy người già giàu người ta hay cột cái bảo bối ở cái ngay cái thắt lưng đó. Có thể là một con tỳ hưu, một cái đồng tiền, cái gì đó mà đẹp đẹp á, kêu là gì? Bảo bối. Mà hễ mà gặp bạn, gặp người yêu mà tặng bảo bối. Anh tặng cho em món vật này để làm tinh, mai mốt em đi tới đó đưa miếng này ra là em được special treat. Lấy cái bảo bối đó tặng cho người đó, người mình thương đó. Người tu của chúng ta, cái bảo bối mà bỏ trong túi của mình là sự nhẫn nại. Đừng có nói bước ra cửa thôi, đi lên xe bus thôi là bắt đầu có chuyện để nhẫn rồi đó. Không, nhẫn con người, nhẫn sự việc. Huống chi là chúng ta đến một cái nơi đông đảo thì cái chuyện sanh nhẫn pháp nhẫn là nó liên tiếp nó nói với nhau. Liên tiếp nó nói với nhau. Một trong những cái mà để chúng ta có thể quán, gọi là làm sao cho cái nhẫn của mình nó được lâu dài là gì? Quán vô thường. Cái cuộc đời này á, hễ mà thí dụ như người nào mà ta vui hoài, ta không biết buồn, cái mình nói người đó không bình thường. Mà người nào buồn hoài mà không có vui thì mình cũng nói họ gì? Không bình thường. Vậy thì người bình thường là gì? Có buồn, có vui. Vậy thì chính mình là người bất thường. Ủa sao bữa nay nó buồn vậy? Hôm qua nó vui, bữa nay nó buồn là chuyện thường. Còn nếu mà ngày nào, lúc nào nó cũng gặp mình, nó nhăn răng, nhỏ này không bình thường. Có phải không? Mình gặp người nào mà nó cứ cười hoài, cái đó, ê, tôi nghi quá. Nhỏ này nó không bình thường. Vậy thì rõ ràng chúng ta thích bất thường. Chúng ta là người sống bất thường và thích cái bất kiểu bất thường, mà thấy ai bình thường mình cũng chịu. Bình thường là có ngày người ta vui, có ngày người ta không vui. Đó là chuyện bình thường, cũng như mình thôi. Có ngày mình khỏe, có ngày mình mệt. Mà thậm chí mình bệnh, mình nói trời tôi bệnh như giả đò vậy đó. Mới nhức đầu đó, cái lát cái tôi hết bệnh. Mà đi bác sĩ khám ra, và thậm chí mình còn nhận mình bệnh như giả đò. Thì cái tâm tư của chúng ta, nó buồn vui là chuyện bình thường. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống này, tất cả những cái mà chúng ta có thể nhìn nó, chấp nhận nó, an ổn được mọi thứ là do cái lòng, cái tâm của mình nhìn. Cái tâm mình nhìn sự việc thôi. Cho nên Phật dạy mình á,
là tất cả đều do tâm, nhất thiết duy tâm tạo là rất đúng. Và đạo Phật là dạy cho mình tu tâm. Tại vì sao? Khi mình bình được cái tâm mình là mọi việc xung quanh là mình đã bình. Ví dụ như bây giờ á, mình có một đứa con, hồi nhỏ nó dễ thương lắm, nó hiền lành, nó dễ thương, nó nghe lời. Lên tới 15 tuổi là bắt đầu nó cứng đầu, nó cãi lại. Cái thì bắt đầu mình bực bội, mình đem cái hình ảnh của đứa nhỏ đó đó ra mình so với cái đứa nhỏ bây giờ là mình khó chịu vô cùng. Còn nếu mình sống được bình thường là đúng rồi, nó dễ thương là hồi nó 7 tuổi, bây giờ là nó 15 tuổi rồi. Và cái hồi nhỏ nó dễ thương là gì? Cái môi trường của nó sống trong cái khoảng thời gian đó không phải là những môi trường của những đứa nhỏ đua đòi. Còn bây giờ nó đã lọt ra ngoài cái môi trường của những đứa nhỏ đua đòi, và nó đã biết chân diện, nó đã biết cái gì đẹp, cái gì xấu, nó biết mắc cỡ, vân vân. Cho nên nó thay đổi cũng là chuyện thường. Mà nếu cái tâm mình nhìn được cái chuyện đó là chuyện thường thì tự nhiên việc nó bình thường. Và mình sẽ tập cho tâm mình làm sao để ứng phó với nó trong mọi cái công việc. Mình nó như những cái cơn sóng mà mình đi theo vậy đó. Thấy không? Mình không có đập ngang nó để rồi mình tự mình chìm trong cái đống sóng đó, mà mình đi lên theo những cơn đợt sóng. Và cuộc đời này, sự việc nó là như vậy đó. Có nhiều khi mình sống với một cái người đó 30 năm, mình nghĩ là cuộc đời mình yên rồi đó, nghĩ là, nhưng mà không đâu. Có nhiều khi 30 năm bắt đầu có chuyện, có khi 40 năm bắt đầu có chuyện. Mà suốt 30 năm trời mình thấy êm ả hết, mình tưởng đâu là cơm lành canh ngọt rồi đó, không có. Bị gì canh mà để lò lâu nó cũng sắc, nó mặn thấy mồ. Còn không là nó bị ráo nước, vân vân. Cho nên cuộc đời này là những cái thay đổi, và chúng ta phải luyện cái tâm mình thích ứng theo mọi cái hoàn cảnh thì tự nhiên việc nó yên. Cũng giống như một đứa con nít đó, nó đi và mình cứ đứng phía sau nó, mình đỡ đỡ theo nó vậy nè, mình nó quỳ xuống là mình chụp nó liền thì không bao giờ nó té. Còn mình thả lỏng nó ra là nó té. Thì cuộc đời này, sự việc và con người, chúng ta cứ để cái tâm mình quán sát từng tí. Cho nên có một cái pháp tu thiền gọi là thiền minh sát. Minh là rõ, sát tức là mình sát từng sát na, từng giây từng phút rõ ràng cái tâm mình. Ví dụ như mình ăn bữa cơm mà có thể tâm mình thay đổi mấy dạo đó. Mình chơi với người bạn này mà tâm mình thay đổi mấy lần. Mình nói chuyện với họ trong vòng nửa tiếng thôi mà cái lòng của mình đó, suy nghĩ về người này đủ kiểu hết. Mới đầu mình thấy họ dễ thương, có duyên ghê vậy. Họ nói, ủa sao bà này phải vô duyên? Trong bụng nói tự mình vậy. Rồi cái những lúc như vậy á, những lúc mà cái người mà họ có quán tâm, họ có theo dõi tâm, họ thấy tâm hiện khởi, vợ thấy được tất cả mọi sự việc nó đang xảy ra. Thành thử ra mình, chính bản thân mình này, ngồi có nửa tiếng thôi mình cũng thay đổi vậy đó. Nhưng mình không thấy, mình không thấy mình. Mình đa số thấy bà kia mà, thấy cái anh nọ nó thay đổi nữa rồi không, rồi mình bực bội mà cái sắc mình nó thay đổi theo. Cái sắc mình nó thay đổi theo cái thái độ của người kia, thì rõ ràng mình cũng bất thường theo đó. Nói như vậy để Pháp Hòa đi vào cái phẩm kinh mà chúng ta sắp học trong cái kinh U Bà Tát Giới. Chúng ta đang học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và hôm nay là kỳ thứ 82. Và phẩm hôm nay chúng ta bắt đầu học đó là phẩm Nhẫn Nhục Ba La Mật. Pháp Hòa mở lời nhẫn. Nhưng mà chữ nhẫn á, nguyên thủy nó, chữ tiếng Phạn không có chữ nhục. Nguyên thủy tiếng Phạn là nhẫn thôi. Tiếng Phạn là santi, mà chúng ta hay đọc trong kinh đó, sằng đề. Nhớ không? Kinh Đại Bác Niết Bàn, kinh Bảo Tích, kinh Đại Bác Nhã, nói khi nói tới lục ba la mật đó, thì nhẫn nhục ba la mật được phiên âm từ chữ Phạn là sằng đề, santi. Santi là tiếng Phạn, và chư tổ đã phiên âm chữ Phạn ra là sằng đề. Mà nếu mà nhẫn ba la mật
thì gọi là sằng đề ba la mật, Santi Paramita. Người xưa không có, người nguyên thủy chữ nhẫn của nhà Phật không có chữ nhục. Chữ nhục là do chữ tổ sau này thêm vào, mà nhất là các tổ ở Trung Hoa, tại vì tất cả phần lớn kinh điển là dịch từ Trung Quốc. Thì các tổ Trung Quốc ngày xưa đó, các ngài thêm vô chữ nhục để làm gì? Để nó nói lên trọn cái chữ nhẫn, thêm vô chữ để thêm ý. Tại vì ngày xưa đa phần là ảnh hưởng cái tư tưởng của Khổng Tử. Và người xưa người ta quan điểm gì? Sĩ khả sát. Ai nhớ câu kế không? Bất khả nhục. Nghĩa là thà là chết chớ không chịu nhục. Người ta thường gọi là chết vinh hơn sống nhục. Vậy thì rõ ràng người ta coi cái chết đó, nó nhẹ, mà người ta coi cái sự nhục nó nặng lắm. Cho nên thà là giết tôi đi, chứ còn tôi không có chịu nhục. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cho nên người xưa người ta không có chịu, không có chịu nhục. Người ta không chịu nhục vì người ta nghĩ rằng nhục nghĩa là mình bị gì, coi như là nhục nhã, mất mặt, không còn cái nhân cách. Nhưng mà trong Phật giáo, nếu như cuộc đời này cái gì chúng ta cũng không có gọi là chịu đựng cho đến mức tột cùng, thì cái nghĩa nhẫn nó chưa trọn. Thí dụ như chúng ta tu thiền, mà muốn tu thiền đến cái mức độ là chúng ta đạt được tới cảnh giới của thiền, đó là gì? Minh tâm kiến tánh đâu phải dễ. Hay là bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật, mà cái tuyệt, cái tột cùng của người niệm Phật là niệm Phật tới cái gì? Tới nhất tâm bất loạn. Niệm Phật tới tâm không còn loạn động, tâm mình chuyên nhất vô câu niệm Phật. Dễ hay khó? Khó. Thôi bây giờ mình nói gần chút thôi. Mình tụng kinh 30 năm, 40 năm rồi đó. Có bữa nào mình tụng một thời kinh mà tâm nhất tâm không suy nghĩ chuyện khác không? Khó quá. Đó. Thì vậy thì như vậy rõ ràng cái chuyện mà gọi là, cái chuyện gọi là chúng ta đừng có bị phân tâm đâu phải là chuyện dễ. Mà người tu mà muốn tới cái chỗ gọi là minh tâm kiến tánh, nhất tâm bất loạn, là người đó phải hạ thủ công phu miên mật. Miên mật là liên tục mới tới được cái chỗ đó, chứ đâu phải bình thường. Cái tay mình cầm cái dùi chuông nè, có đôi khi mình thỉnh 3 tiếng chuông thôi mà 3 tiếng chuông không đều. Vì sao? Đó, chỉ có 3 tiếng chuông mà mình cầm cái dùi chuông lên, tiếng 1 nghe beng, tiếng 2 nghe bọt. Rồi cái tiếng thứ 3 nó chát, mình thấy tiếng thứ nhất nó beng lớn quá, cái bắt đầu mình nhẹ tay lại, cái nó không ra gì hết, cái làm cái lại tiếng đó, cho thành 3 cái khác nhau. Đó, mình nói một cái tiếng chuông thôi. Hay là mình nói mình thắp một cái nhang thôi. Có nhiều khi mình cắm hoài cắm không ngay. Cắm vô thấy ông ngày sửa hồi cây nhãn trớt quớt à. Mà càng sửa càng khớp, tại vì mình đứng giữa đại chúng và bao nhiêu cầm mắt nhìn mình, trời ơi quê quá, cắm cái nhãn cắm hoài cắm được, cắm hỏi trật lắc luôn. Thì mình mới nói là muốn đến được cái chỗ đó, đó luyện dữ lắm chứ không phải bình thường. Ví dụ như hồi đó mình mới đắp y coi, trời đắp nó thớt lên rớt xuống. Mà đắp y mà đến cái độ là cầm chiếc y lên, mà có thể đưa chiếc y vào cột dây một cách nhẹ nhàng, gọn gàng, không có một cái gì gọi là lúm thụm hết, thì có phải, cũng phải có một thời gian. Hay là mình tụng kinh thôi, nhiều khi mình tụng kinh quá trời tụng luôn mà cái giọng mình nó không xong. Muốn được cái giọng đó mình cũng phải luyện, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Đây Pháp Hòa chỉ ví dụ, còn muôn ngàn thứ khác trong cuộc sống của chúng ta. Muốn vẽ một bức tranh, muốn nấu một món ăn, muốn cắm một bình hoa, rất rất nhiều những thứ mà có sự nhẫn nại trong đó. Làm hư bỏ, rồi làm lại,
làm tới làm lui. Có nhiều khi mình nấu ăn vậy đó, chứ mà biểu mình vô nấu coi trời ném hoài, ném quỷ ngày, nó tới phi món nào cũng đứng ném hoài, bữa mặn bữa lạc bữa ngọt bữa ấy gì, thì mình phải chưa có thuần. Cho nên đó, đến khi nào mình ba la mật nghĩa là gì? Là viên mãn, là rốt ráo. Vậy thì đừng có nghĩ rằng chúng ta không được viên mãn rốt ráo thì chưa phải là tu. Nhẫn cũng được dù chưa ba la mật, nhưng mà có nhẫn đã là quý rồi. Thí dụ như bây giờ á, trong 10 lần mà mình nhẫn được 3 cũng đỡ hơn. Nhưng bây giờ cái cách nhỏ nhất, cách hay nhất mà như thế nè, nhẫn nó lần này thôi, mình đâu biết lần sau chừng nào, phải không? Nói chi cho nhiều, lần này thôi, nhẫn nó lần thôi, lần sau nó chết á, kệ nói vậy cũng được nữa. Nhưng mà rồi lần sau trở lại á, đừng nghĩ lần sau nữa, nhẫn bữa nay thôi, nhẫn lần này thôi. Mà nhiều khi á, Pháp Hòa mà được vậy là tại nhờ người quán vậy đó, quán tu một bữa thôi chứ không thôi là chịu không nổi đâu. Tại vì sao biết không? Thầy xung quanh mình nhiều sanh nhẫn quá xung quanh mình nhiều pháp nhẫn quá. Mà nếu chúng ta không có được cái đó, cho nên á, đối với đạo Phật, nhẫn nhục là một quá trình tu tập, một quá trình tu tập, và chúng ta cần có thời gian. Và chúng ta nhẫn từ cái nhỏ một, từ cái nhỏ một. Có nhiều lúc á, mình muốn gấp cái chuyện đó lắm, nhưng mà cái giây phút thứ hai mình suy nghĩ, mình nói ủa mình đâu có làm gì phải gấp, rồi mình làm chi cho nó té tung ra vậy ha, thôi làm từ từ lại coi coi nó làm sao. Thì từ từ cái tự nhiên nó vô. Mà Pháp Hòa thấy trong cuộc sống mình á, nhiều khi hàng ngày trong chùa làm mấy cái chuyện á, là nó từ mấy chỗ đó. Thí dụ cái bữa đó đó, sang mấy cái thùng kinh, thì mấy cái cuốn kinh của chùa mình in để tụng, thì hay có cái khối này, cái vòng nè, gấp sang, mà càng gấp á, mình hốt nó lên, nó dính cái móc này, dính kia, mà mình muốn cho lẹ cái mình dứt nó ra. Mà dứt nó ra thì sao? Nó hư, nó tưa mấy cuốn sao hết. Cái tự nhiên khi mình làm được một lần vậy, hai lần vậy, cái mình nói ủa, mình làm vậy là hư kinh hết. Bây giờ mục đích của mình là chất vô cái thùng kinh cho nó đàng hoàng để mình bảo trì nó. Thôi bây giờ mình thả tay này xuống, bắt đầu mình ngồi mình gỡ lấy từng phần cho mình sắp cái. Thì cái việc nó là nhanh hơn, nó gọn gàng hơn. Bóc hốt rồi nó dướng, kéo rồi dồn hồi. Cái thùng này cũng không xong, mà kinh bên này nó cũng không rồi. Ngay chỗ đó thôi. Cái là Pháp Hòa suy nghĩ đến hả? Cái chuyện tu hành mình nó cũng y chang vậy nè. Và cái chuyện tu đâu không biết, ngay đây nè, ngay cái chỗ mình đang chuyển cái thùng kinh này là tu nè. Đã mới đây thôi. Rồi có nhiều khi mình muốn với lên lấy cái chỗ đó, mình làm biếng bắt ghế rồi đó, mà chính cái làm biếng nó mới té đó. Bị rồi. Con bữa làm biếng bắt cái ghế cái hít. Mình tưởng đâu giờ thân mình liễu yếu như xưa. Hít sao cái đó, nó tự trên nó lọt xuống một cái. Mình té xong mình nghĩ trời ơi, mình ở trong phòng này con mình nè, mà lỡ mà té vậy đứt mạch máu chết. Không ai hay biết vậy quá mạng không. Cái nhiều khi mình suy nghĩ như vậy đó, để nhắc mình lần sau mình phải làm gì. Mình khi mình ở nhà một mình thì mình mọi việc mình phải càng cẩn thận, để đừng làm cho người khác ân hận. Khi người ta bước vô, trời ơi sao tôi đó. Như cái Pháp Hòa có ông thầy bạn, tối ông ngủ cái ông bị đứt mạch máu, ông làm ông té xuống giường cái rầm, cái đệ tử nằm kế bên nó nghe cái rầm, nó ngồi dậy cái nó quán động tĩnh, nó nghe gì đó, nó chắc mình mớ nằm xuống ngủ tiếp. Mai phải chiên ông thầy vô bệnh viện. Rồi khi ông thầy vô bệnh viện là nó hối hận, nó buồn, nó khổ, nó nói tại con mỏi bề, con ham ăn ham ngủ cho nên thầy mới thế này thế kia, phải không? Thật ra trong cuộc sống của chúng ta có những lúc mình phải, cái máy printer Pháp Hòa nằm cao, thì mỗi lần mà nó bị jam giấy rồi đó là phải leo lên sửa.
Mà mình thì ngồi cái ghế có cái gì, có cái bánh xe, mà lười mà leo lên, mà leo lên cái ghế đó, đó. Mà nó tuột ra ăn cái là té râm cũng lần rồi. Thành thử ra có những cái mình rút lại từ những cái bài học của ngay cái lúc đó là mình nghiệm ra đó, thấy không? Mình chỉ lười biếng dắt cái ghế để cái chân nó bằng phẳng leo lên, mà leo lên cái ghế mà nó có bánh xe, mà leo lên mà bước lên là cái ghế nó phải lại ra là mình té, mình chụp không kịp, mà xung quanh mình không có cái gì để mình chụp hết. Cho nên chữ nhục, nhẫn nhục là một quá trình. Mà đa số chúng ta nói rằng nhẫn là phải chịu nhục. Nhiều khi mình nghĩ vậy cũng sao. Thí dụ như trường hợp ông gì, ông Câu Tiễn hả? Không phải Câu Tiễn, ông Việt Vương á. Ông bị làm con tin ở một cái nước khác đó, vua Ngô Phù Sai, đúng không? Ngô Phù Sai, ông bị làm con tin ở nước khác. Thì trong cái thời gian mà ông làm con tin đó đó, ông phải nuôi cái ý chí phục thù của ông bằng cách là ban đêm ông ngủ, ông nằm trên cái gai, và ở trên cái nóc chỗ ngủ ông treo một cái quả mật gấu, để khi sáng ngủ dậy le cái lưỡi liếm cái trái mật gấu cho nó đắng một cái, để nhắc nhở mình nằm gai nếm mật. Cho bây giờ mình mới có cái câu nằm gai nếm mật là từ cái điển tích đó. Ngủ là ngủ trên gai, treo trên gần chỗ mình ngủ treo một cái mật gấu, sáng ngủ dậy là le lưỡi. Hoặc là những lúc nào mà mình hơi lơ là trong cái chuyện phục quốc báo thù thì phải le lưỡi nếm cái trái mật gấu đó, để nhắc nhở mình cái sự đắng cay, và để nuôi cái ý chí phục thù rửa hận của mình, nằm gai nếm mật. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi chúng ta phải chịu nhịn, và đôi khi mình nói gần gũi chút đi, có phải mình nhẫn nhục con mình để cho nó yên không? Mình mà không nhẫn nó là nó hư, nó bỏ nhà nó đi, nó bỏ nhà nó đi, rồi lúc đó người ta kêu mình lại, người ta nói con bà nó hư, lúc nó nhục hơn nữa, thôi nhục với con đi. Đỡ hơn nhục chứ cả thiên hạ. Nhiều khi nghĩ như vậy. Cho nên các vị ngày xưa người ta hay thêm một chữ khi dịch kinh để nó nói lên. Ví dụ như chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tên của bài kinh. Nhưng mà chư tổ Trung Hoa thêm hai chữ Tâm Kinh để làm gì? Để nói lên đây là cái cốt lõi của người tu trí tuệ. Và kinh này, tuệ giác này phải để lòng, gọi là Tâm Kinh. Có nhiều người dịch là kinh ruột, kinh Tâm Kinh, Tâm Kinh mà. Cho nên cái chữ Tâm Kinh là tiếng Tàu. Còn Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là nguyên thủy tiếng Phạn. Cũng giống như chữ Sám Hối, chữ Sám là tiếng Phạn, chữ Hối là tiếng Tàu. Vì tiếng Phạn là Samma. Người Hoa khi dịch chữ đó thêm chữ Hối vô nữa để nó nói cái ý nghĩa là ăn thấy cái lỗi trước và chưa bỏ cái lỗi sau. Cho nên Hòa Thượng, có những vị Hòa Thượng người Việt dịch là Sám Hối Phát Nguyện, nghĩa là con thấy được lỗi trước, con xin ăn năn, và con xin chừa, con xin phát nguyện tu tập để cho tốt hơn. Dịch cái chữ sám hối là sám hối phát nguyện. Không phải chỉ xưng cái tội của mình lên với Phật mà đủ, mà mình phải phát nguyện làm gì để cho từ đây chúng ta đừng làm nữa. Cho nên sư ông Làng Mai á, dịch bốn cái câu là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Đó là nguyên âm, nguyên cái tiếng hát. Hòa thượng đã dịch là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, cũng vì tâm niệm tham sân si, do thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Và một bài khác hòa thượng dịch: con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê. Hòa thượng dịch là ngu si, nhưng mà Pháp Hòa sửa, xin phép là mạng phép sửa chữ đó cho nó nhẹ chút: tham lam, hờn giận và si mê. Này con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Sám hối, nhận ra lỗi của mình. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tức là thân khẩu ý đó, tham lam, hờn giận và si mê, nghĩa là tham sân si đó. Nay con cúi đầu xin sám hối. Đó, bốn câu đó là chữ sám đó. Bây giờ mình phát nguyện nè: một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Và chúng ta xưa nay vốn như một đám mây thông dong. Mà tại sao mình không thông dong được? Là tại vì mình đã không còn là một đám mây thông dong nữa. Cho nên cái lời cái thứ hai hòa thượng dịch đó: bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Hình ảnh rất là đẹp. Ngàn xưa, từ xưa giờ tâm mình đã ra quá thông dong. Thí dụ, ví dụ vậy đi, mình mới bắt đầu vào chùa tu, tâm mình thoải mái thông dong. Cái thì trong chúng thấy mình là có khả năng, cho nên mời mình giữ một cái nhiệm vụ gì đó, thì thôi mình cứ bình thường đi, cứ tới mình làm bình thường. Nhưng khi mình trụ lại, mình nói tôi bây giờ là cái này nè, mà bữa nào mình không còn làm nữa, mình khó chịu, mình buồn phiền, thì mình đã biến mình đã không còn một đám mây thông dong nữa. Cho nên mình đã là đám mây, lẽ ra mình tới đây như một đám mây. Rồi bắt đầu mình đã thể hiện một đám mây rất đẹp, mây hồng, mây trắng, mây xanh gì đó. Rồi khi nào không còn nữa, mình cứ bay như một đám mây. Nhưng mà mình đã không còn là một đám mây nữa thì mình khổ. Cho cái lời của hòa thượng: ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Dịch từ cái câu tiếng Hán á, cái câu tiếng Hán á, là từ cái chỗ mà chúng ta sám hối. Mà khi chúng ta sám hối được rồi thì tánh tội, tâm nhược diệt thời tội diệt dông, tội dông tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh di chơn sám hối. Nếu mà cái tâm mình tịnh thì mình đâu có nổi cơn gì lên với bất cứ cái gì. Ví dụ mình thấy cái đồ đó người ta để rớt, mà cái tâm mình không có cái gốc tham, thì giờ người ta để đó mà mình không động lòng. Mà không động lòng thì cái đó gọi là gì? À, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Hay là cái câu đó là từ cái tiếng Hán là gì? Tâm, nếu tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Cái tâm anh tịnh cho nên anh đâu có bao giờ anh khởi gì với ai. Thí dụ bây giờ người ta chửi mình, người ta chửi mình mà tâm mình tịnh thì mình sẽ thấy rằng ồ, người ta chửi đúng mà, mình làm này sai thì người ta chửi đúng mà.
Mà nếu mình quán được, mình nói ủa mình đâu có làm cái này sai, thì người ta chửi trật mà. Thì người ta chửi trật thì có gì buồn, mà người ta chửi trúng cũng không có gì buồn. Cho nên người ta chửi dù trúng dù trật mình cũng bình thường. Khó lắm mà, đâu phải dễ, phải không? Đâu phải dễ. Mà mình, nếu mình làm được cái điều đó thì gọi là ba la mật. Vậy thì chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo. Ví dụ như hồi nào giờ không ai khen mình hết á, thì mình bình thường. Cái tự nhiên bữa nay có người khen, cái bắt đầu rồi mình dính rồi đó. Rồi mai mốt mà cái chữ này nó không phải như chữ này nữa, cái là mình không thoải mái. Mà trước kia không ai, ai khen mình hết trơn, là mình bình thường, mình không cần phải bắt đầu. Mà nó ngộ cái mình đang đi đứng bình thường, không ai khen, thôi mà khen cái bắt đầu sửa tướng. Mà sửa lại nó xấu hơn, nó mới chết chứ. Cái đó ê, bữa không được quá mà sao bữa nay làm kỳ vậy. Cho nên đó, mình là cái người sống rất là bất thường. Mà mình cái lúc nào cũng mở miệng đó là tôi muốn mọi việc bình thường. Nhưng mà thiệt sự ra là mình cứ toàn là quậy lên chuyện bất thường không à. Thí dụ như hai vợ chồng mà gây gổ hoài, riết cái con mình nó nóng nảy theo, nói tại sao con kỳ cục vậy, mẹ đâu có dạy con nóng nảy vậy mà con kỳ vậy. Đúng rồi, tại lúc mình nói nó thôi. Mà thiệt sự hàng ngày mình chỉ nói, mình chỉ dạy thôi, mình đâu sống. Mình sống bằng cách là mình gây gổ với ông chồng, mình la hét với ông chồng. Mà hễ mình say nó, ê đàng hoàng nghe không. Thật sự nó nói hàng ngày con nghe thuyết không mà con không thấy hành. Không? Cái hành là mình đang vung vẩy cái đó với chồng nè. Còn mình xoay qua đứa con là mình cứ khuyên nó vậy vậy. Cho nên nó chỉ thấy, nó chỉ nghe mà nó không thấy. Mà cái thấy chính là cái nó nhập tâm. Cho mình mà tu tập á, mình quán chiếu là mình thấy. Cho Phật dạy mình là phải học quán chiếu là vậy. Mai mốt học thiền ba la mật. Quán chiếu nghĩa là thiền định đó. Trong đây nè, vài phẩm nữa thôi là hết kinh rồi. Mà mấy phẩm cuối này là toàn mấy chuyện động trời động đất. Chuyện rất là căn bản. Và khi mình có thiền nghĩa là có lắng. Mà lắng là có sâu. Sông mà càng sâu thì càng lắng. Lúa càng chín càng cúi đầu. Cây lúa mà nó cao mà nó chín rồi đó, cây lúa này nó cúi. Mà hễ mà cái mặt hồ nó càng bình lặng nghĩa là nước nó sâu lắm. Sông càng sâu càng lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Người tu càng lâu năm, tu càng cao đạo, thì sự tĩnh lặng, sự khiêm cung cũng phải như thế. Mình tu sao mấy chục năm trời mà mình cà tưng hoài. Ta nói không có sự lắng động. Cho nên thiền, tất cả chúng ta phải tu tập. Cho nên nếu mà Pháp Hòa mà nghe được vị nào mà lên nói thầy ơi, bây giờ mỗi tối con ngồi con tĩnh tâm được 15 phút là Hòa mừng lắm. Thật sự quý vị đừng có nghĩ là mình tu hành gì cái đó. Đó là thức ăn của tâm mỗi ngày đó. Mà không có cái đó là cái tâm mình không yên. Đói bụng chút là xách chén kiếm đồ ăn à. Mà cái tâm nó lăng tăng không bao giờ kiếm chỗ ngồi để cho lắng. Mà cái tâm không được như vậy là tu hành gì nó cũng xong hết. Cho nên ráng kiếm giờ ngồi thiền 15 phút cũng được nữa. Mà Pháp Hòa xin thưa là mình đừng có nghĩ mình tu gì hết chứ á. Cứ nghĩ là tôi bệnh lắm, tôi cần phải kiếm chỗ. Giống như tôi bệnh lắm, tôi cần kiếm thuốc uống. Cái tâm tôi nó không yên đâu, tôi cần mỗi ngày phải kiếm miếng thuốc uống cho cái tâm mình. Cho nên thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng đi học về tối trễ giờ kinh. Thì tối nào chừng 9 giờ, 9 giờ rưỡi là Pháp Hòa thấy mấy thầy mặc áo lên, mấy thầy ngồi thiền ở góc này. Rồi xong mấy thầy đi thiền hành. Mà những cái hình ảnh đó Pháp Hòa vui dữ lắm. Có bữa mình sớm sát mình đi lên, mình nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, mà xoay qua mà thấy mấy thầy đang ngồi thiền là lập tức mình hạ bệ liền, hạ giọng liền.
mình tôn trọng cái người ngồi thiền. Cho nên nhiều khi buổi trưa đó, có một hai người Tây họ ngồi ngoài thiền ngoài này mình đâu có biết. Mình đi tới đi lui, mình kéo cửa, mình nói chuyện rồi nhiều khi lớn tiếng ồn. Mà hãy nhận ra có một người đang ngồi thiền trên này là lập tức mình phải chỉnh mình liền. Tại vì hình ảnh của người ngồi thiền đó chỉnh cho mình, chỉnh cái tâm mình, chỉnh cái âm thanh của mình lại. Và Pháp Hòa nói như vậy thì thưa là không phải mình gọi là mình tu gì đâu, nhưng mà cái đó chính là cái chúng ta cần có mỗi ngày, vì nó là thuốc của tâm. Bây giờ ai ngồi thiền không được, tụng kinh đi, tụng 15 phút kinh đi, tụng thời kinh cũng là thiền. Ai tụng không được, lại Phật đi. Bây giờ không biết gì mà Nam Mô Di Đà Phật lại xuống lại, Nam Mô Di Đà Phật lại xuống lại, lại được 15 phút rồi nghỉ. Rồi ai lại lên lại xuống không được, quỳ lại, quỳ hết nổi rồi ngồi xá. Nhưng mà miễn sao mỗi ngày chúng ta có làm cái việc đó. Thì có vị sẽ nói mà làm mà không có chú tâm làm chi. Dạ không sao, anh có làm là được rồi. Giống như nãy đó, có nhẫn mà chưa ba la mật. Ví dụ mình có nhẫn là tốt rồi, mặc dù chưa đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, nhưng mà có nhẫn còn hơn không nhẫn gì hết. Cho nên mỗi lần mình cứ không dám nói mình tu mấy chục năm gì, cứ nó tu mỗi ngày thôi. Ai làm gì đó ráng nhẫn kỳ này thôi, rồi kỳ sau tới nữa nhẫn kỳ này thôi. Cho nên nhiều kỳ lướt qua được. Dù mình ấy, mình đâu có biết mình sống tới năm tới để lo gì nữa không. Nói, kỳ này thôi, ráng lo kỳ này cho nó trọn. Rồi kỳ này lo trọn, cái kỳ sau, ô may quá còn sống ha, ráng lo kỳ đi cho nó trọn. Thì bây giờ mình đi vào trong cái kinh. Quý vị nào có quyển kinh U Bà Tắc, mở trang 2, xin lỗi, mở trang 426, 426. Phẩm này là phẩm thứ 24, phải không? 25, phẩm 25. Nhẫn nhục ba la mật. Hồi nãy Pháp Hòa có giới thiệu cái tựa rồi ha. Đúng ra là chữ sân ti, sần đề thôi. Và chư tổ khi dịch đã thêm chữ nhục để nói lên được cái... Vì người xưa là họ cảm thấy rằng nhục là một cái gì không thể có. Nhưng mà người tu của chúng ta phải có nhẫn nhục để đi đến từ cái chỗ ba la mật. Có một người thanh niên trẻ tên là Thiện Sanh mới thưa, mới hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trước Phật đã dạy bố thí ba la mật, Bồ Tát làm thế nào tu tập được nhẫn nhục ba la mật? Thưa đại chúng, là những vị mà tu theo bồ, theo cái hạnh của các vị Bồ Tát á, thì mình tu 6 thứ. Bố thí là ban cho đó, trì giới là mình giữ giới, nhẫn nhục là mình nhịn nhục, thiền định là mình tu thiền, trí tuệ, tinh tấn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ vậy đó. Thì mình, Đức Phật đã từng dạy bố thí ba la mật, nghĩa là mình cho một cách trọn vẹn, cho mà không thấy mình cho, người nhận của cho, và mình không có tính toán gì với ai. Gặp lúc người ta cần mình cứ cho. Và để nói lên cái cho một trọn vẹn đó, thì Phật hay nhắc mình đó, coi thi ân như đôi dép bỏ, trong 10 điều tâm niệm á. Ví dụ như bây giờ mình giúp cho người ta là cái chuyện lớn, nhưng nếu mình coi được cái chuyện đó là chuyện nhỏ thì mình không có ghi lòng bắt buộc người ta phải nhớ ơn trả ơn gì cho mình cả. Trường hợp đó gọi là bố thí ba la mật. Thí dụ như cái người đó khát nước, mình cho người ta một ly nước. Và vì trong bụng mình nghĩ ly nước chả có gì, chứ chẳng bao giờ mình ghi nhớ.
Nhưng nếu như cái người đó mà đi ngang mình mà cho ly sâm uống á, là nhớ rồi nha. Trời ơi, bữa nó mệt á, nhờ ly sâm của tôi á, sâm cao ly á, mắc tiền lắm mà mấy đứa nhỏ nó cho tôi uống, tôi cho ba uống. Ôi cha, mình nói đủ mà ly nước lạnh không nghe kể. Thì bữa nào mà cho ly sâm mà mình coi như ly nước lạnh á, là mình là bố thí ba la mật. Và đa số là mình cứ nhớ ly sâm mà. Còn quảng cáo nó xăm tôi xăm 6 năm á, của Hàn Quốc á, mấy đứa nhỏ cho tôi không dám uống á. Vậy mà tôi cho bà, mà bữa nay bà cà ghê vậy. À, bố thí ba la mật. Bồ Tát làm thế nào tu tập được nhẫn nhục ba la mật? Ông thiện sanh hỏi: Phật ơi, hôm trước Phật dạy tụi con bố thí ba la mật rồi, bữa nay làm thế nào để tu được nhẫn nhục ba la mật? Bây giờ Phật nói thể của nhẫn nhục. Thể là gì? Thể là cái hình tướng của nó. Đây, cái bàn này, cái là cái tướng nè. Cái thể của nó là gỗ. Cái dụng của nó là để kinh. Cho nên mỗi một cái gì mình đang có đây, nó đều có tướng, thể, dụng. Nhớ không? Tướng là cái bàn, thể nó là gỗ, dụng của nó là để kinh. Rồi bây giờ ví dụ như cái ghế kinh đó, cái thể của nó cũng là gỗ, nhưng mà tướng nó với tướng này khác không? Khác. Thể thì có thể giống, tướng thì có thể khác, và dụng có thể khác mà cũng có thể giống. Đây, hai cái gỗ, dụng của nó vẫn là để kinh. Nhưng mà nếu cái này là cái ghế thì cái dụng này là để ngồi, cái kia là để kinh. Cái tướng này là tướng cái nhà, phải không? Thể của nó là tạm, đinh ốc vô thôi. Và cái dụng của nó là để cho mình ở ấm. Tướng, thể, dụng. Đây, thân này đây, cao lùn mập ốm là tướng, phải không? Cái thể nó là thịt xương ngũ quẩn. Cái dụng của nó là để đi đứng nói năng, làm chọc người ta cười, người ta khóc, người ta ghét, người ta thương gì đó. Nó có cái dụng của nó. Tiếng chuông, tướng của nó là như vậy đó. Thể của nó là đồng, dụng của nó là để phát ra tiếng cho người ta nghe. Cái tướng của mình, cho nên mình nhìn tất cả cái gì nó cũng có tướng, thể, dụng. Mà cái tướng nó có thể đổi, dụng nó có thể đổi, thể nó không thay đổi. Ví dụ như gỗ này nè, bây giờ mà cưa ra recycle lại thì nó vẫn là gỗ, nhưng mà có thể đóng thành cái ghế đẩu, có thể đóng thành cái cây gì đó, tùy. Cho nên mọi pháp. Rồi bây giờ Phật mới nói cái thể của nhẫn nhục. Nhẫn nhục có hai. Một là thế gian nhẫn, hai là xuất thế gian nhẫn. Bây giờ Phật mới định nghĩa: chịu đựng được sự đói khát, khổ vui, lạnh nóng, ấy là thế gian nhẫn. Có thể nhẫn tính trì giới bố thí, nghe nhiều trí tuệ, hiểu biết chân chánh, không lầm lạc, nhẫn Phật pháp tăng, mắng nhiếc đánh đập, miệng dữ, việc ác tham sân si, đều có thể nhẫn. Nhẫn điều khó nhẫn, làm được việc khó làm, ấy là xuất thế gian nhẫn. Hôm nay trong cái kinh này mình hay nghe thế gian và xuất thế gian. Thế gian là những cái hiện tượng trong cuộc sống con người. Xuất thế gian là ngay trong cõi con người này mà có những cái kỳ đặc. Ví dụ như mình mời mình tới ăn phở mà nấu dở ẹt ha. Giờ tôi ráng nuốt, mà đã vậy tôi còn phải khen nữa chứ. Cái này nhẫn dữ lắm á. Bắt tôi ăn dở mà kêu tôi khen. Cái này là thế gian nhẫn. Nhưng mà mình đã nấu dở rồi mà còn chèn ép nữa, bắt tôi ăn dở mà trời ơi, một lát bắt tôi rửa một đống chén.
rồi không còn không là mắng nhiếc tôi, xài xẻ tôi. Cái đó là xúc thế gian. Tại vì mình nhận những cái chuyện bình thường như là lạnh, nóng, đói, khát, ngon, dở, đó là xúc thế gian, đó là thế gian. Còn ví dụ mình nhận người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta làm những cái điều nó xúc não mình mà mình nhịn được thì cái đó gọi là xúc thế gian. Trí tuệ nó cũng có hai thứ: thế gian trí tuệ và xuất thế gian trí tuệ. Thí dụ như mình hiểu biết, ví dụ như nó đánh tôi đau, tôi đâu có thua, tôi đánh nó là hai cái, khen trời con thông minh quá, con giỏi đó con, đừng để ai hiếp con. Cái này là trí tuệ của thế gian. Còn xuất thế gian mình dạy khác, mình nói con, con đừng có đánh người ta, lỡ mà con mạnh tay con đánh nó, một là con lớn hơn nó mà con đánh nó là trên cái lý là con thua rồi. Mà con có vỏ, con bự, con lỡ con giận quá con đánh nó bể đầu, nó chảy máu, nó chết. Ví dụ vậy, con ở tù, con bồi thường. Nó đánh con thì nhẹ mà con đánh nó lại mạnh. Cái xuất thế gian là người có cái trí nhận biết. Thấy không? Rồi ví dụ nó má, con đem về đưa cho má 20.000 nè. Con chỉ cần bán có một gói áp phiện. Trời hay quá con, má biết làm ăn ghê. Biết vậy má đâu trần cho con đi học 4 năm chứ. Đại học chi còn học đại nó cũng ra. Đây, thế gian trí tuệ. Vậy mà người xuất thế gian, con ơi, mình làm có tiền nhiều, phải không? Mà mình ăn thì không bao nhiêu, rồi tiền nhiều để mà mua cái lo âu sợ hãi phập phồng, không biết ngày nào mình bị bắt, thí dụ vậy. Thôi thôi, má không có muốn cái tiền này đâu. Thấy không? Rồi con gây thù chuốc oán, họ thanh toán con ngày nào cô không biết nữa. Thí dụ vậy, cái đó là xuất thế gian trí tuệ. Tức là những cái trí tuệ nhận một vấn đề mà nó siêu việt, nó vượt hơn những cái bình thường mà thế gian người ta nhận ra. Con mình mà nó đi về mà nó má thằng đó đánh con rồi sao? Nó dạ con trai mày ngu quá, mày không đánh được. Thường là hồi nhỏ là ở Việt Nam mà nhiều khi mình nghe bà con hàng xóm người ta dạy con thì mày ngu quá. Gọi mẹ nó ánh mở mà nó đánh anh, nó thấy thằng con kha khôn nhà dạy chợ, mày giỏi mày ra mày đánh thằng kia kìa. Mày đánh chị em mày, anh mày, ví dụ vậy. Tức là mình luôn luôn mình sống theo cái nhìn bình thường của thế giới. Đâu có gì sai, nhưng mà cái đó được nhận là gì? Thế gian, cái hiểu của thế gian thôi. Ví dụ như một cô dâu á, mẹ chồng đối xử với cổ rất là xấu, nhưng mà cổ lúc nào cũng một mực. Mà nếu mình khuyên một người bạn bình thường, trời ơi, cái bà má chồng vậy mà bà cũng ấy, là mình xúi biểu theo cái bình thường thế gian. Ta xấu với mình phải xấu lại chứ, tại sao phải vậy, là chuyện bình thường. Thôi chị làm được như vậy đó là cái phước của chị đó, cái đức của chị đó. Không? Cái người mẹ như vậy. Nhưng mà chị nghĩ đi, dù làm gì làm bả cũng là mẹ của chồng mình. Không có bả sao có chồng cho mình lấy được cái ông kia để mình làm chồng. Không? Mình suy nghĩ, mình khuyên người ta như vậy để người ta sống cuộc đời nó lành thiện, vượt mọi khó khăn, đó là trí tuệ của xuất thế gian. Cho nên trong cuộc sống này, chính cái thân con người chúng ta đây, chúng ta có quyền sống theo cái thế gian. Nhưng nếu người nào mà có một chút xíu chánh niệm của tu tập thôi, là họ sống bằng cái tâm niệm của xuất thế gian. Mà đại chúng cứ để ý, mà khi mình sống được bằng cái tâm niệm của xuất thế gian rồi á, mình vui lắm. Và cảm thấy cuối ngày mình trở về phòng, mình thấy mình đã làm trọn một cái ngày đó. Mình không có cái, mình sống mà không có phải cái kiểu mà ăn miếng trả miếng. Và thậm chí cuối đời mình nằm trên giường bệnh không có gì hối hận, vì cuộc đời mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm. Tổ Quy Sơn nói: nhất triêu ngoạ tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Có một sáng nào mình nằm bệnh trên giường, các khổ nó quanh mình, nó bức bách, lúc đó suy nghĩ lại, tâm lý mình nó hồi hoàng, nó bàng hoàng, nó khó chịu. Bây giờ đường trước mịt mờ, biết đi đâu, tiền lộ mang mang,
vị tri hà vãng, biết đi đâu. Còn nếu người mà sống trọn hết những gì hết, thôi má tới tuổi này má bệnh như vậy là má cũng vui rồi. Nếu má có đi má cũng không có gì buồn phiền, ba có đi ba cũng không có gì lo lắng, vì ba đã sống trọn hết tất cả những gì ba có thể làm được đối với con cái người thân. Tức là cái tâm của mình quán lại, mình nhìn lại, mình thấy cuộc sống của mình. Mình không dám nói mình tu hành gì cao siêu, nhưng mà trong cuộc sống mình đó, nếu mình cứ sống cứ chừng mực theo cái thế gian thì đó là chuyện thường. Còn thí dụ mình đưa cái tâm mình nó vượt cái đó một chút nữa, mình thấy có những cái điều màu nhiệm kỳ diệu nó xảy ra. Lạ lắm. Hồi đó Pháp Hòa đi học á, vô trong lớp là bị chọc mỗi ngày. Có đứa nó phun nước miếng trên đầu, có đứa đi ngang nó xé tập, có đứa mình đang viết bài vậy lỡ nó lấy cái viết nó quẹt. Mà nếu mà lúc đó đó mà mình đứng dậy mình chửi lộn với nó đó, mà thiệt sự cũng muốn lắm mà tao không biết tiếng Anh cho nên tao nhịn mày, tao nhịn là không phải tao tu mà tao không biết tiếng Anh đó. Nhưng mà nó ngộ là khi mà mình nhịn nó được xong rồi á, lần hai lần ba mấy lần sau mà đứa nào mà nó ăn hiếp mình, nó chọc ghẹo mình, thì những đứa kia ra nó binh vực cho mình. Pháp Hòa nhớ trong lớp Pháp Hòa, lớp học và science có một cái con nhỏ Tây đó, nó uống xong cái lon coca nó đi ngang Pháp Hòa. Pháp Hòa đang ngồi làm bài, nó đi ngang, nó ngồi sao nó đi ngang, nó đâu có để cái, nó đâu có đi bình thường đâu, nó lấy cái lon coca nó đi giống như xe chạy lên đầu mình vậy đó. Rồi Pháp Hòa ngó lên nhìn nó vậy, rồi xong lần sau nó mấy đứa khác vô chọc nó đứng dậy nó nói don't touch him, đừng chạm tới người đó, thì nó đứng ra nó binh vực. Rồi mấy cái anh Mỹ, mấy cái anh Tây nước ngoài khác học lớp English chọc ghẹo đủ kiểu, sao nó thấy mình tội nghiệp cho tiền xài hoài lâu lâu cho 2 đồng nói mày biết đi movie không? Không, tao không coi movie, no life không có cuộc sống gì chứ. I feel sorry for you. Lâu lâu móc cho 2 đồng. Mà trời lúc đó 2 đồng lớn lắm à. Mấy chục năm trước 2 đồng lớn lắm à. Mà không lấy, nhét vô tay lấy. Ồ mày cho tao lấy à. Cho nên á, mình nhẫn nhục là cái viên ngọc quý. Nhẫn nhục trân chi bảo. Mà những em trẻ trẻ mà nó lên đây, nó hỏi thưa thầy con sắp đi học xa, thầy dạy cho con một vài điều để con nhớ con đi. Pháp Hòa nói nó 3 điều thôi. Đối với bản thân, ít muốn biết đủ. Đối với người xung quanh, kính trên nhường dưới. Đối với sự việc, nhẫn nhục. Pháp Hòa dạy nó 3 thứ thôi. Vì 3 cái đó là 3 cái tự mình viết ra và để cho mình học hồi nhỏ. Hồi Pháp Hòa đi tu, mình luôn luôn mình nhắc nhở mình vậy. Đối với bản thân ít muốn biết đủ. Đối với người ngoài phải kính trên nhường dưới. Đối với sự việc phải nhẫn nhục làm đầu. Cho hồi mình làm sa di sợ tổn phước, không có dám phung phí một cái gì của Tam Bảo, dù là một miếng nước, một tờ giấy. Và nó thành một thói quen cho đến bây giờ cũng thế. Ví dụ mình ai cho mình ăn cơm một cái nắp kinh mà nó dày mà mình xài đâu có hết đâu. Xài xong rồi còn tốt nhét trong túi. Để chi chỗ nào cần lau tay hay cái gì mình chùi một lần cuối mình bỏ, thì mình dùng cái miếng giấy đó mà không phải xài một miếng giấy nguyên. Những cái tờ giấy mà in mà còn được khoảng trống vậy đó, Pháp Hòa luôn luôn giữ lại để mình in mấy cái gì mà mình không cần phải in cả một tờ giấy. Thật sự ra mình có xài phung phí thì ai biết. Hay là thậm chí bây giờ mình có đầy đủ sao mình không cứ xài. Nhưng mà tại sao mình phải xài như vậy chi, để tập cho mình một người sống mà lúc nào cũng phung phí vậy. Rồi mai mốt tới cái chỗ nào mà thiếu thốn chút mình khó chịu lắm.
Cho nên con người mình nó khổ một cái, lúc bình thường mình không có đó, dễ chịu nha. Khi mình có đủ rồi mà lọt vô cái chỗ nào mà nó thiếu thốn trở lại chịu không được. Tại vì mình xài quen, bây giờ nhịn không quen. Cho nên Pháp Hòa xin nói thêm chút cái chỗ gọi là xuất thế gian và thế gian. Thật ra chúng ta sống thế gian thì cũng có sao đâu, chuyện bình thường, không tạo lỗi gì cả. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái tâm mình sang chút, mình xuất thế gian chút là tự nhiên mình thấy nó khác à. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản vậy nè. Đại chúng ở trong thành phố, sự ồn náo của thành phố và sự ồn sẽ yên lặng của ngoại ô sẽ thấy hai cái nó khác liền. Mình đến một cái chỗ nó rần rần âm nhạc ồn ào, ra một cái chỗ yên tĩnh mình thấy tâm mình nó khác liền. Và nãy quý vị đi chợ Đông Phương, quý vị đi mò, rồi sau đó quý vị vô cái chánh điện của tu viện Trúc Lâm thì hai thế giới nó khác liền. Thì cái thế giới mà yên tĩnh cũng như xuất thế gian, cái giới ồn náo là thế giới của thế gian. Mình không thể nói người ta sai, nhưng mà khi mình sống được cái gì nó hơn cái kiên chút là tự nhiên mình thấy cuộc sống mình, đời sống mình nó có an lạc hơn. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi tuần sau mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.